Hưng Yên cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Sau đây là phần tin sinh hoạt cộng đồng trong tuần qua. Kính thưa quý vị, tuần qua không chỉ có tại thành phố Houston mà nơi đâu có người Việt, mọi người đều nhớ tới ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch. Tại thành phố Houston, hàng năm, hội đồng đại diện cộng đồng đều tổ chức trọng thể lễ giỗ tổ Hùng Vương. Năm nay, lễ giỗ tổ Hùng Vương đã được tổ chức vào trưa Chủ nhật 25 tháng 3 tại trụ sở cộng đồng. Trước khi gửi đến quý vị những hình ảnh đặc biệt này, chúng tôi xin lược qua đôi nét về Đức Tổ Hùng Vương. Lĩnh Nam Trích Quái thời Trần viết rằng, Âu Cơ kết hôn với Lạc Long Quân, sinh ra một bọc châm trứng, nở ra 100 người con. Về sau, Lạc Long Quân chia tay với Âu Cơ, 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên núi. Người con cả được tôn làm vua, gọi là Hùng Vương. Kinh đô của nước đặt ở Phong Châu, Phú Thọ. Thời kỳ Hùng Vương là một giai đoạn rất quan trọng trong lịch sử dân tộc. Chính thời kỳ này đã xây dựng nên một nền tảng của dân tộc Việt Nam, nền tảng văn hóa Việt Nam và truyền thống yêu nước. Người dân Việt Nam hàng ngàn năm nay lấy ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm làm ngày giỗ tổ và cùng nhau về thăm đền Hùng ở Việt Trì, Phú Thọ để tưởng nhớ đến cội nguồn tổ tiên của dân tộc Việt Nam. Từ thời Hậu Lê trở về trước, các triều đại đều quản lý đền Hùng theo cách giao thẳng cho dân sở tại trông nom, sửa chữa, cúng bái, làm giỗ tổ ngày 10 tháng 3 âm lịch. Bù lại, họ được miễn nộp thuế 500 mẫu ruộng, miễn đóng sưu, miễn đi phu, đi lính. Không biết từ bao giờ, người Việt từ bao đời nay truyền nhau câu thơ để nhắc nhở nhau ngày giỗ tổ Hùng Vương. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Quay lại lễ giỗ tổ Hùng Vương của cộng đồng diễn ra tại trụ sở cộng đồng trưa 25 tháng 3. Đông đảo đồng hương trong trang phục chỉnh tề, nhiều người đã mặc trang phục cổ truyền đến tham dự. Về phía quan khách, tham dự có luật sư Teresa Ngọc Hoàng, chủ tịch cộng đồng Houston, ông Nguyễn Văn Tánh, chủ tịch cộng đồng Hoa Kỳ đến từ New York và các vị chức sắc đại diện các tôn giáo Cao Đài, Hòa Hảo cùng nghị viên thành phố Âu Hoàng đã đến tham dự và nhiều đại diện các đảng phái đấu tranh tại Houston. Khung cảnh được trang trí đậm nét cổ truyền của ngày giỗ tổ. Sau nghi thức chào cờ là phần tế lễ, khởi đầu bằng nghi thức tế trời với bàn hương đặt ngoài trời trước cửa trụ sở cộng đồng. Tiếp theo là phần tế lễ bên trong trụ sở theo nghi thức cúng tế cổ truyền dân tộc mà theo lời ông Tôn Thất Pháp, trưởng ban tế lễ, thì đây là nghi thức mang âm hưởng cung đình Huế. Sau những tiết mục tẩy trần, dân hương, dân rượu là phần độc tế mang nhiều nội dung về công ơn của tổ tiên, gây dựng non sông gấm vóc và có nêu vấn đề bán nước cho tàu của Cộng sản Việt Nam hiện nay. Sau nghi thức tế lễ, các vị quan khách lần lượt dâng hương trước bàn thờ tổ. Rất đông đồng hương đã xếp hàng dâng hương lên quốc tổ Hùng Vương. Lễ giỗ tổ diễn ra trọng thể trang nghiêm và đậm nét văn hóa Việt Nam. Hôm nay ngày 25 tháng 3 năm 2012, nhân ngày mùng 4 tháng 2 năm Nhâm Thìn, tại trụ sở cộng đồng người Việt 7.100 đường La Hút, thành phố Houston, tiểu bang Texas, đất nước Hoa Kỳ. Chủ tịch Teresa Ngọc Hoàng cùng tất cả đồng hương Việt Nam chúng con kính tế trước bàn thờ quốc tổ. Giáng sinh ngắm vóc đèn toàn từ Nam Quan Hải đến Cà Mau, từ Hoàng Sa Trường Sa đến các hải đảo rất xa. Vạn đại trường tồn giáng sinh một quài thế này, giặc bắc phương lâm le được nước Cộng sản Việt Nam hẹn hạ dân biển đảo cho tàu.
đất đai trong kiếp cơ độ tổ tiên dạy công xây dựng. Một sinh hoạt cũng mang đậm nét văn hóa nữa là lễ hủy kỵ Đức Tổ ngành Kim Hoàng do các đồng nghiệp Kim Hoàng tại Houston tổ chức vào tối thứ Sáu 23 tháng 3 tại nhà hàng Ocean Palace. Theo nguồn tin khác nhau thì ông Cao Đình Bộ, sinh năm 1744 tại làng Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, xuất thân từ một gia đình nông dân. Thuở thiếu thời, ông rất ham học và được truyền thụ nền giáo dục của đạo Nho. Lớn lên, ông làm nghề bịt đồng. Thế nhưng, niềm đam mê lớn trong ông lại trở thành một người thợ kim hoàng xuất sắc. Để học được nghề, ông phải cải trang người Hoa, xin vào giúp việc cho một chủ tiệm vàng ở Thăng Long, Hà Nội. Với tư chất thông minh, lanh lợi sẵn có, ông quan sát tìm hiểu và nắm bắt được bí quyết nghề kim hoàng của người Hoa. Ông học cả cách chế tạo dụng cụ cần thiết của nghề chạm trổ vàng bạc. Tay nghề ông ngày càng thành thạo và đạt trình độ kỹ thuật tinh xảo, đủ sức tranh tài với những thợ kim hoàng người Hoa khác tại đất Thăng Long thời bấy giờ. Năm 1783, ông Cao Đình Bộ đưa vợ con lên làng Kế Môn, huyện Phong Điền, Thuận Hóa lập nghiệp và truyền nghề cho con. Làng Kế Môn trở thành làng nghề kim hoàng từ đó. Năm 1810, ông Cao Đình Bộ qua đời hưởng thọ 66 tuổi. Trở lại với lễ giỗ tổ ngành kim hoàng, đông đảo những chủ nhân, chuyên viên, thợ kim hoàng cùng gia đình đã đến tham dự tại nhà hàng Ocean Palace. Sau nghi thức chào cờ là phần tế lễ cùng với cách trang hoàng đậm nét cổ truyền đã tạo nên không khí húy kỵ trang nghiêm, đậm nét dân tộc. Phần đọc lời tế được soạn chu đáo đầy đủ, góp phần tạo thêm ý nghĩa của buổi lễ giỗ tổ ngành kim hoàng. Một thành viên của ban tổ chức cho biết thêm về ngày giỗ tổ ngành kim hoàng như sau. Ngày giỗ tổ này nhớ ơn Ngài, vì ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Có Ngài hôm nay chúng con ở đây được sự lo lắng cho gia đình, con cái học hành đến nơi đến chốn. Và mọi sự con người ở đây làm nghề vàng, nếu không có chữ tín thì tất cả mọi người không ai tin. Vì chữ tín làm đầu, nhân vô tín thì bất lập, tướng bất cập tài, tài bất cập số, số bất cập đức. Nhưng mà có đức thì có sức mà ăn. Bởi vậy cho nên ngành kim hoàng phải có tín, ai ai cũng dùng, ai ai cũng thương mến. Nếu mất tín thì không làm nên sự nghiệp. Một sinh hoạt văn nghệ phải kể đến buổi tiệc liên hoan kỷ niệm 10 năm hội ngộ, thân hữu và mừng xuân mới của nhóm Bụi Vàng tại Houston. Bụi Vàng là nơi hội tụ của nhiều cây bút chuyên nghiệp và những người yêu thích thơ văn, nhạc, hội họa, hội tụ thành lập nhóm Bụi Vàng như một sân chơi để phát huy và tạo nguồn cảm hứng sáng tác của các thành viên. Buổi liên hoan kỷ niệm 10 năm của nhóm Bụi Vàng diễn ra tại nhà hàng Sài Gòn Maxim vào Chủ nhật 25 tháng 3. Đông đảo các thành viên của nhóm Bụi Vàng cùng thân hữu và những người yêu thơ, yêu văn, những văn nghệ sĩ tại Houston đã đến tham dự. Nhiều thành viên của Hội Văn Bút Nam Hoa Kỳ cũng đã có mặt. Sau phần nghi thức chào cờ, ban tổ chức đã phát biểu chào mừng quan khách và sơ lược những sinh hoạt của nhóm Bụi Vàng trong 10 năm qua. Vừa có thêm thành viên tham gia, vừa sinh hoạt trao đổi trò chuyện về văn học, tạo nguồn cảm hứng sáng tác và sinh hoạt văn nghệ góp phần làm phong phú thêm sinh hoạt cộng đồng tại Houston. Chương trình văn nghệ ngâm thơ được chính các thành viên của nhóm Bụi Vàng biểu diễn đã tạo nên một không khí văn nghệ thư giãn vào ngày cuối tuần.
Kính thưa quý vị, để kết thúc phần tin sinh hoạt cộng đồng hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi một số hình ảnh của buổi nói chuyện và ra mắt sách của ông Đỗ Thông Minh đến từ Nhật Bản diễn ra tại văn phòng của Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam vào chiều tối Chủ nhật 25 tháng 3 với các đề tài Đảng Cộng sản trước các thách thức và nguy cơ sụp đổ, sự thật về vụ thỉnh nguyện thư mang chữ ký của gần 150.000 người Việt tị nạn, những chuyện vui lạ về văn hóa Việt Nam và động đất sóng thần tại Nhật Bản cùng thiên tai khắp nơi. Theo ban tổ chức cho biết, đây là lần thứ 35 ông Đỗ Thông Minh từ Nhật đến Hoa Kỳ để nói chuyện tại nhiều thành phố có người Việt cư ngụ. Trong buổi nói chuyện này, ông Đỗ Thông Minh cũng đã trả lời một số câu hỏi của đồng hương Việt Nam tại Houston về những vấn đề liên quan đến những đề tài mà ông Đỗ Thông Minh trình bày. Cũng trong dịp này, ông Đỗ Thông Minh đã giới thiệu hai tác phẩm mới nhất của ông là Động đất sóng thần phóng xạ dày 500 trang và Bạn có biết Văn hóa khoa học gồm hai phần tổng cộng 800 trang. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là phần tin sinh hoạt cộng đồng trong tuần qua. Hưng Yên kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau. Kính chúc quý vị một ngày an vui.